Nhiều năm trở lại đây, cứ đến ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng là dọc con đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chìm trong mùi cá lóc nướng. Để phục vụ nhu cầu mua cá lóc nướng về cúng thần tài, các cửa hàng này đã tăng lượng hàng lên gấp nhiều lần so với ngày thường. Cùng với đó, theo truyền thống lâu đời của người dân Nam Bộ, cúng thần tài thổ địa không thể thiếu bộ tam sen, là bộ ba vật phẩm gồm miếng thịt heo, con tôm và quả trứng được luộc chín xếp vào dĩa để lên mâm cúng. Tam sen theo quan niệm dân gian tượng trưng cho đất, nước và bầu trời, cho các phương các loài thể hiện sự đủ đầy, sinh sôi, phát triển. Ước muốn sung túc đủ đầy là ước muốn của hầu hết mọi người. Cúng thần tài chính là thể hiện niềm mong ước đó bằng những sản vật quê hương, những món ngon vật đẹp quanh ta dâng lên cúng vị thần của tài lộc. Theo sự phát triển của đời sống và sự giao thoa văn hóa, ngày càng có thêm nhiều cách, nhiều kiểu cúng thần tài. Tự chung lại, vẫn là nơi cái tâm của mỗi người để gìn giữ một phong tục dân gian rất đặc trưng của người Việt.